Rồi, à, xin chào cả nhà, à, lại là mình Trí đây. Chào mừng cả nhà đã quay trở lại với kênh review bất động sản của Trí nha. Hôm nay là Trí sẽ chia sẻ cho cả nhà về Nhân Trạch Đồng Nai, một khu vực rất là đình đám và có thể gọi là nổi nhất khu vực phía Nam hiện tại trong thời gian đang vừa qua, với những cái sóng hạ tầng và đặc biệt là sân bay quốc tế Long Thành và những tuyến đường cao tốc. Thì trong clip ngày hôm nay thì Trí sẽ chia sẻ cho cả nhà về những cái quy hoạch, những định hướng trong tương lai và những trong vòng từ 2-3 năm nữa thì Nhân Trạch sẽ có những công trình giao thông trọng điểm và đi vào hoạt động, và cái vĩ mô của Nhân Trạch trong tương lai khoảng cỡ 5-10 năm nữa thì Nhân Trạch khu vực này thì nhà nước đã quy hoạch Nhân Trạch là họ sẽ có quy mô như thế nào, và cái thu hút từ là GDP hoặc là những cái vốn FDI trong thời gian tới, trong thời gian khoảng cỡ 10 năm nữa hoặc 10 năm tới thì Nhân Trạch sẽ bự từ cỡ nào nha. Và phần 2 là giới thiệu về dự án Fiato City, một dự án của căn hộ cao cấp chuẩn chuyên gia lần đầu tiên xuất hiện tại Nhân Trạch Đồng Nai. Thì Fiato City thì em biết với video nhiều clip chia sẻ rồi, nhưng mà hôm nay thì em Trí sẽ chia sẻ chi tiết hơn về vì sao phải chọn lựa chọn Fiato City để đầu tư trong thời gian hiện tại. Và em là Minh Trí, em muốn nhận được xin nhé, cảm ơn. Rồi, có thể chương Trí để... Trí sẽ chia sẻ mình về dự án Fiato City nha, là phối cảnh tổng thể với cái đường sắt nhẹ phía trước này nha, đẹp tuyệt vời ha. Hai tòa nhà giống như hai đối cảnh vậy đó, rất đẹp, cái rất ấn tượng, đẹp và trục dọc với những khối Long Môn này. Xin quay xin. À, đầu tiên là phải nói về chủ đầu tư Thanh Long Real, Thanh Long Real Group là được thành lập là năm 2012 nha cả nhà. Thì tập đoàn này chuyên về đầu tư những khu đô thị nhỏ nhỏ thì cũng khá là nổi tiếng với một vài dự án ở khu vực Thành phố Hồ Chí Minh và Nhân Trạch. Với khoảng 12 năm xây dựng thực hiện thì đã có những cái khu như là khu thị ở Đông Thăng Long này rất là nổi tiếng, ở khu vực quận 9 và khu Thượng Lâm Hồng Phú là ở Tôn Phân. Với hiện tại là đang có cái dự án Fiato Premier này nha, rất nổi tiếng. Đây là dự án, một vài dự án ở Nhân Trạch Đồng Nai như Sunflow City này, Thăng Long Home Phước An này, Thăng Long Home Hiệp Phước và khu đô thị thương mại Dự An Hòa. Thì những khu vực này là đã bàn giao rồi, đã bàn giao và có sổ và cư dân đã ở rồi, thì cái tỷ lệ mà cư dân lấp đầy nó rơi vào khoảng ở những dự án của Thăng Long tại khu vực Nhân Trạch Đồng Nai thì nó đang rơi vào khoảng từ 70-80% dân về ở. Thì những khu đô thị này quy mô không quá lớn đâu, nó khoảng chỉ đâu đó khoảng từ vài chục, 10 đến khoảng từ 10 đến đâu đó khoảng 4-10 hectare, khá là nhỏ. Nên là cái quy mô dân số họ làm vừa vừa thôi, nên là dân họ về đây cũng tương đối. Tiềm năng phát triển của Nhân Trạch thì cả nhà biết rồi đó, Nhân Trạch là một cái huyện gọi là rất là sốt nhiều năm trước rồi. 10-20 năm trước là Nhân Trạch đã giống như là một cái cơn sốt đất, rất nhiều cơn sốt đất đi qua, và cũng có nhiều nhà đầu tư cũng xa lầy tại đây. Khi mà con sóng nó tăng rồi mình thoát hàng không kịp và cũng bị đồng hàng ở đây rất là nhiều. Thì câu chuyện đó là trước giờ nhiều người nói tới rồi, nhưng mà là Nhân Trạch đã khác rồi. Câu chuyện của bây giờ, câu chuyện của năm 2024, Nhân Trạch khác hoàn toàn cả nhà ơi. Rất là nhiều công trình trọng điểm trong tương lai ở khu vực này, khi nó bàn giao thì chắc chắn là khu vực này sẽ phải lên thôi, lên và lên rất là cao. Con sóng này có thể là gọi là xô đổ tất cả những con sóng lúc trước luôn. Và khu vực Nhân Trạch Đồng Nai hiện tại với quy mô số là khoảng cỡ 400.000 dân, diện tích khoảng có 411 km², và mật độ dân số khoảng đâu là 977 người trên km², tại mật độ rất là cao nha. 977 người trên km² là nó ngang với cái mật độ dân số của những cái đô thị loại 1, loại 2 ở tỉnh rồi, là lớn, mật độ cao chứ không phải thấp. Hiện tại là Nhân Trạch đã có 12 đơn vị hành chính và mức độ tăng trưởng bình quân là còn có 15% trên năm. Thì tăng trưởng 15% trên năm là cao nha, thường thường trung bình cả nước chỉ khoảng có 7% thôi, và riêng khu vực Nhân Trạch này là tăng trưởng khoảng có 15% trên năm. Tức là ở đây là đa phần là công nghiệp chiếm là 53%, có tất cả là đâu khoảng cỡ mười mấy, có mấy chục cái khu công nghiệp á, mà riêng mà cái huyện Nhân Trạch là đâu đó khoảng cỡ 9 khu công nghiệp, và ngay trung tâm Nhân Trạch là có 6 công nghiệp rất là lớn, và thương mại dịch vụ là chiếm 41%, đâu đó thì nông nghiệp chỉ chiếm 6% cái thu nhập thôi. Bởi vậy mới thấy là cái tiềm năng riêng của Nhân Trạch thì ở đây họ là thu nhập chính là từ công nghiệp và thương mại dịch vụ rất là nhiều. Thương mại dịch vụ là mình có thể là dịch vụ cảng biển này, dịch vụ vận tải, đó là dịch vụ đó. Những cái ngành đó thu vốn rất là nhiều.
và nói về cái vị trí đi, vị trí của Nhân Trạch hiện tại trên bản đồ nhà thấy là Nhân Trạch đại giáp ba tỉnh luôn, thành phố Hồ Chí Minh này, Hồ Chí Minh này, Bà Rịa Vũng Tàu và khu vực Đồng Nai, Bình Dương. Hiện tại khu vực này Bà Rịa Vũng Tàu là nhiều năm nay á là cái vốn ODA, vốn FDI rót về cái khu sát bên này là khu đây khu vực cái mép thị vải á rất là nhiều về khu vực Bà Rịa, thị xã Phú Mỹ á, thì khu vực này nó nổi lên như một hiện tượng trong vòng khoảng hơn một năm nay là cái nguồn vốn đổ về đây, khu vực mà cảng biển á, đường liên cảng rồi đó, khu vực cái mép thị vải là một cảng và những cảng biển lớn nhất Việt Nam hiện tại mà về phía nam là chắc chắn rồi. Thì Nhân Trạch là một cái địa phương như thấy nó trên cái biển bản đồ, những là nó nằm là trái tim vậy đó, xung quanh những địa phương khác là nằm ở vị trí xung quanh, bởi vậy mới thấy là cái khi mà ở là trung tâm Nhân Trạch thì mình sẽ di chuyển về những khu vực này rất là thuận tiện. Thì chắc chắn rồi trong tương lai cái cảng cái mép thị vải và sân bay Long Thành nằm khu vực này, đó là trung tâm trung chuyển rồi. Thì những khu vực này họ muốn là giao thương đi quốc tế bắt buộc phải hàng hóa phải đổ về đây, khi mà mọi thứ mà nó hội tụ về cái vùng Nhân Trạch này, nghĩa là giá trị đầu tư mình đầu tư ở đây muốn cái gì cũng thắng thôi, muốn cái gì rồi cũng sẽ thắng. Nhưng mà cái cổ phiếu ô tô thì nó là chỉ là một trong những lựa chọn đó thôi. Nếu mà khách hàng mà cảm thấy mà mình phù hợp với style là căn hộ và phân khúc này để khai thác cho dòng cho tiền cho thuê hoặc là đầu tư một dòng lãi vốn tương đối là an toàn thì có thể chọn khu vực cửa ngõ. Đây là Nhân Trạch nằm khu vực cửa ngõ của thành phố Hồ Chí Minh. Bây giờ lúc trước là chỉ có cái cầu trong chờ vào cầu Cát Lái, nhưng mà bây giờ cầu Cát Lái thì chưa xây, nhưng mà cầu Nhân Trạch này đã xây rồi này. Và cầu đây ngay qua là cầu Nhân Trạch, đường Vành Đai Ba, cầu Nhân Trạch bắc qua đường 39 này, đường 25C thì nói lên đường Nhân Trạch qua cầu Nhân Trạch qua đường Vành Đai Ba này, cầu Cát Lái ngay đây. Hiện tại cầu Cát Lái thì cũng chưa có cái đề xuất nào để xây cầu Cát Lái, nhưng mà hiện là cái nhân cầu Nhân Trạch đã xây rồi. Về phía cái hướng biến dưới tuyến mà cao tốc Bến Lức Long Thành á thì cái cầu Bình Khánh đã xây rồi. Và ngay đây có một cái cầu nữa thì em quên mất tên rồi. Những khu vực này á thì hiện tại là Nhân Trạch đã bắt qua khu vực quận 9, chắc chắn là 2025 cầu Nhân Trạch sẽ hoàn long, chắc chắn sẽ đi vào vận hành hoạt động. Là Đồng Nai đã cam kết với Bộ Giao thông tải rồi mà tháng 9 năm 2025 thì chắc chắn cầu Nhân Trạch sẽ đưa vào hoạt động. Thì tiếp theo đó là cái cầu Cát Lái. Cầu Cát Lái thì chắc còn lâu, cầu Cát Lái thì định hình chắc phải năm 2030, bởi vì khi là nó đã thông xe cái cầu Nhân Trạch thì nó cũng giải phóng một phần lượng rồi. Và cao tốc Bến Lức Long Thành đâu đó khoảng cỡ 2026 sẽ bàn giao, thì cũng khá là nhiều cái tuyến đường kết nối vào đi ở từ Nhân Trạch Đồng Nai đi về khu vực thành phố Hồ Chí Minh rồi. Thì mình không cần trông chờ vào cầu Cát Lái này đâu, hai cầu này là đủ rồi. Và ở đây là Nhân Trạch là có một vị trí là kết nối đường thủy, một vị trí là nó khá là ok, bởi vì nó một mặt là nó phía này là sông Đồng Nai, sông Sài Gòn, và phía một mặt này nữa là nó giáp với biển, với khu vực biển. Thì hiện tại là ngay khu đoạn cái đoạn này này là mình sẽ cái cầu Phước An ngay đây nó đã xây rồi. Về khu vực đây là khu vực cảng cái mép thị vải nằm ngay khu vực này. Đấy. Thì phía bên Nhân Trạch là họ đang xây một cái cảng gọi là cảng Phước An. Thì sau này cái cảng này á, là nó cũng như là một cái trung tâm logistics, một cái khu hậu cần của sân bay quốc tế Long Thành. Thì họ cũng muốn thu tiền dịch vụ thôi. Thì thay vì Bà Rịa Vũng Tàu thì họ xây cảng cái mép thị vải để thu hút cái nguồn thu từ dịch vụ. Thì bên phía Nhân Trạch họ cũng xây dựng cảng chứ, vì họ cũng có lợi thế là cảng biển mà, bởi vì sông suối họ cũng đã có sẵn hết trơn rồi, và cảng mặt sông thì chắc chắn họ cũng xây dựng cảng biển, thì từ đó cũng thu hút cái nguồn những nguồn FDI, những doanh nghiệp mà nước ngoài họ về tại của những khu công nghiệp Nhân Trạch này đóng quân. Và khu vực đường bộ thì em cũng không chia sẻ nhiều, giống như là bây giờ cả nhà đã biết rồi, cao tốc Long Thành Dầu Dây đã có cái đường 319, đường 319 này ngay đây này đã đi xuống rồi, nên nói xuống Nhân Trạch đã hiện hữu rồi. Cao tốc là Bến Lức Long Thành đấy, nói từ đây phía đầu là phía Long An đi ra tới Long Thành, đi ra tới quốc lộ 51 đấy. Thì cao tốc này thì hiện tại cũng đâu đó cũng đang xây dựng khoảng cỡ 8-90% rồi. Và cái tuyến thứ ba là cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu, này Biên Hòa Vũng Tàu hiện tại nói Biên Hòa xuống tới Vũng Tàu này. Thì cái đoạn số 3 của phần bên Bà Rịa Vũng Tàu là đã xây dựng phải gọi là tăng tốc luôn, nhưng mà cái đoạn số 1 và đoạn số 2 riêng bên phía Đồng Nai thì riêng cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu thì đã hơi chậm tí về vấn đề giải phóng mặt bằng.
Một phần là do hiện tại là cái tiềm lực của tỉnh Đồng Nai họ chia sẻ ra quá nhiều dự án như sân bay quốc tế Long Thành này, rồi cao tốc là Bến Lức Long Thành này, rồi đường Vành Đai Ba, cái đoạn đường Vành Đai Ba từ phía đất bên phía Đồng Nai đó, là tỉnh Đồng Nai là cam kết là thực hiện là bàn giao đúng tiến độ và khoảng cỡ cuối năm 2025 tháng 9 tháng 10 năm 2025 sẽ bàn giao. Riêng địa phận tỉnh Đồng Nai là cam kết thì chắc chắn rồi. Và đây là đường hàng không. À, hiện tại là cái sân bay quốc tế Long Thành và khởi công vào khoảng những ngày tháng 6, năm 2023. Thì từ đó đến giờ khoảng cỡ 6 tháng. Thì hình hài sân bay quốc tế Long Thành đã hiện hữu luôn rồi. Cả nhà rất là nhiều thông tin trên báo đài và thông tin các cơ sở truyền thông họ đưa tin về cái sân bay quốc tế Long Thành này rất là nhiều. Là từ trên cao là đã thấy là cái hình hài rồi, sáng đèn, công nhân thi công là 3K4 kiếp liên tục 24/7. Và thi công đường dẫn nè, thi công nhà ga nè, thi công là tuyến đường cất hạ cánh của cái gói thầu còn trong dịp 1 là dự kiến là bàn giao vào khoảng cuối năm 2025. Thì em nghĩ là từ giờ tới đó là cuối 2025, khoảng 2 năm nữa thì chắc chắn là đủ thời gian rồi. 2 năm thì khi mà các tổng thầu họ dồn lực về đây thì họ thúc lực xây dựng 2 năm nữa thì chắc chắn cái nhà ga sân bay quốc tế Long Thành giai đoạn 1 nó cũng phải đi vào bàn giao thôi. Thì khi nào bàn giao rồi là sân bay quốc tế Long Thành hiện tại là một trong năm cái sân bay là lớn nhất thế giới đang thi công hiện tại. Nghe kiểu khiếp nghe nha, quá thì khiếp luôn, quá thì khủng luôn. Là nếu mà nó đã là một trong năm sân bay lớn nhất thế giới đang thi công hiện tại thì chắc chắn nó là lớn nhất Việt Nam khi mà đi vào hoạt động rồi, với quy mô khoảng đâu đó khoảng cỡ 100 triệu hành khách trên năm và cái vốn đầu tư khoảng cỡ 16 triệu đô la gì 16 tỷ đô la vô rồi 16 tỷ đô la, một con số cực kỳ khủng luôn, rơi vào đó khoảng cỡ gần 370.000 tỷ, cực kỳ lớn luôn. Con số này em gọi là tưởng tượng là cũng ra luôn đó nha. Và đường sắt nhẹ là thu thêm sân bay Long Thành. Thì đường sắt nhẹ này á, là họ sẽ dự kiến á, là cái đoạn mà đường Tôn Thắng này, cái đường 25C là trước mặt dự án Vito City này, và đường Tôn Thắng hiện tại á, là cái lộ giới của nó đã ở chưa lọt lòng ở giữa là đâu đó khoảng cỡ 30 mét. Thì dự kiến sẽ làm cái đường sắt nhẹ thủ thêm Long Thành, thủ thêm sân bay Long Thành thì đi trước mặt dự án Vito City luôn. Thì chắc chắn cái tuyến đường sắt này là khi mà sân bay quốc tế tăng quốc tế Long Thành nó đi vào hoạt động thì cái tuyến đường sắt này bắt buộc phải làm. Ở những nước phát triển thì cái đường sắt công cộng và từ sân bay quốc tế mà đi vào trung tâm thành phố nước nào cũng phải có đó. Và khi mà Việt Nam mình làm sân bay quốc tế Long Thành rồi thì chắc chắn cái đường sắt nhẹ Long Thành thủ thiêm này buộc phải xây dựng, bởi vì nước nào cũng có mà những cái nước mình cũng có ra đúng không cả nhà. Nó ưu điểm trước, nó chạy trước mặt Vito City luôn. Và thủ phủ công nghiệp mấy cái này thì nãy sớm em cũng chia sẻ rồi, nhưng mà phải nói lại tí, hiện tại là vốn dự án FDI đang rơi vào khoảng cỡ 10.3 tỷ đô. Đây mình ở đây có 9 khu công nghiệp, đang có 9 khu công nghiệp và hiện tại ở Nhân Trạch đang có 9 khu này, nó Long Thành có 5 khu, Biên Hòa có 6 khu. Thì cái lượng chuyên gia tại khu công nghiệp đâu đó khoảng cỡ 5.000 người và cái số lượng lao động khoảng cỡ 120.000 người. Cái công nghiệp ở Nhân Trạch Đồng Nai thì nó chiếm đâu đó khoảng cỡ 65% cái số lượng khu công nghiệp đang hoạt động tại tỉnh Đồng Nai nha. 65% khu công nghiệp đang hoạt động tại tỉnh Đồng Nai, con số gọi là khá là khủng luôn ạ. Những cái gọi là công nghiệp nặng và dịch vụ là của tỉnh Đồng Nai thu hút tiền đa phần hiện tại nó nằm ở khu vực Nhân Trạch rồi. Các khu công nghiệp ở Biên Hòa thì bây giờ họ cũng dần dần dịch chuyển về phía Nhân Trạch hết rồi, vì cái chi phí logistics thôi, chỗ nào vận chuyển nó cản rồi nó thuận tiện thì những công ty đó họ làm thôi. Với lại thì hiện tại cái quy hoạch của khu mà khu trên Biên Hòa và những Nhân Trạch với Long Thành thì họ cũng không chú trọng thực tiễn công nghiệp nữa, thì họ đẩy hết về phía Nhân Trạch hưởng lợi toàn bộ. Hiện tại là Nhân Trạch là hình thành như là một, nếu mà Long Thành thì hình thành là đô thị sân bay, còn Nhân Trạch là hình thành gọi là đô thị công nghiệp liên kề đô thị sân bay. Thì từ khu nhân lõi Nhân Trạch phường cái thị trấn Hiệp Phước đó mà ra tới sân bay Long Thành còn cái năm xuống đây gần lắm, đi ô tô chỉ 5 phút là tới. Hiện tại là theo cái định hướng tương lai là tới năm 2025 thì Nhân Trạch sẽ đạt tiêu chí là đô thị loại 3, và đến năm 2030 thì sẽ đạt tiêu chí loại 2, lên thành phố Nhân Trạch quy mô đó còn có 1 triệu dân đô thị loại 2 và dự án Vito City. Đây, khu dân cư Vito City là nằm trong một khu dân cư thấp tầng của Thăng Long Hoa Hiệp Phước, quy mô khoảng 9,8 hectare.
quy mô là khoảng 227 căn là đã có sổ rồi nha cả nhà. Giai đoạn 1 đã bàn giao, còn 60% cư dân là để sinh sống ở. Số 60% là ghi là khiêm tốn nha cả nhà, chứ nếu mà đến thực tế là cho ở hợp đồng. Phối cảnh tổng thể của dự án Kyoto City và cái khu thấp tầng bên dưới, những cái căn này là có sẵn rồi nha. Thì ở đây là có sẵn rồi, sân tennis vườn một công viên là có sẵn hết trơn rồi, đã làm rồi. Giai đoạn 2 thì chủ tư Thăng Long đang giới thiệu ra thị trường là Kyoto City, rất đẹp, biểu tượng của nhịp sống thời đại. Kyoto City định hình là cái dự án Kyoto City này là chủ tư Thăng Long họ muốn đánh mạnh vào giới chuyên gia, giới tinh hoa ở khu vực như trên Đồng Nai và Lộc Thành. Trong vòng khoảng thời gian khoảng cỡ 3 năm nữa thì khi mà giai đoạn 1 của sân bay quốc tế Lộc Thành đi vào hoạt động và bàn giao thì ít nhất cũng thu hút khoảng đâu đó khoảng 13.000 công nhân kỹ sư và đội ngũ hậu cần để vận hành cái sân bay quốc tế Lộc Thành này. Thì 13.000 người, một số nói chung là nó không quá lớn cũng không quá nhỏ, nhưng mà với khu vực này thì 13.000 người đã là số lớn rồi. Dự án này Kyoto City chỉ có 800 căn thôi, đâu đó khoảng nếu mà khoảng cỡ 5% cái lượng chuyên gia hoạt động ở sân bay quốc tế Long Thành về đây sinh sống thì nó cũng gần như lấp đầy rồi, 5% thôi. Ở đây và là phối cảnh tổng thể của Kyoto City, hai block phía như nãy em nói phía trước đó là đây là đường Tôn Thắng, đường 25C này, và nó có ở phía giữa, ở giữa còn người ta còn đỡ trống, thì chừng sau sẽ có thiết kế một cái tuyến cao tốc, một cái tuyến đường sắt nhẹ là Long Thành Thủ Thiêm. Phối cảnh đẹp rồi đấy nha, đường sắt này hiện tại cái đường này nó đã hiện hữu rồi nha, nhưng mà cái đường sắt thì chưa, đường sắt thì nhà nước có chính quyền nhận rằng là người ta chưa có đường sẵn thôi. Đẹp lắm, phối cảnh cực kỳ đẹp luôn. Đây là thông tin cơ bản của hai tòa. Hiện tại giai đoạn 1 là chúng tôi đang mang cái block là tháp Galaxy, quy mô là đâu đó khoảng cỡ 1 hectare một tí, cao 18 tầng. Và nó sẽ chia làm 3 tháp nha, tháp đây 12 tầng, tháp đây 15 tầng và tháp đây 18 tầng, chia làm 3 cục nhỏ nha. Tỷ lệ mật độ xây dựng khối đế là 37%, mật độ xây dựng khối tháp là 31%, chỗ đậu xe là 436 chỗ đậu xe ô tô và 1.370 chỗ đậu xe máy, thì đảm bảo chắc chắn 100% là mỗi nhà, mỗi căn hộ là sẽ có một chỗ đậu xe ô tô và 3 chỗ đậu xe máy, rất thoải mái. Và đây là mặt bằng tổng thể, hiện tại phía dưới là cái khu Thăng Long Hồ Mỹ Phước, khu nhà phố này đã bàn giao rồi. Hiện tại những cái tiện ích cơ bản như là số 2 là sân tennis này, số 14 là quán cà phê, và số 6 là khu công viên là đã có rồi nha. Và phía bên này là khu số 6 là khu công viên cũng đã có rồi. Và đã vào giữa năm 2024 thì cái số 7 này là trường mầm non, thì chủ đầu tư sẽ xây dựng trường mầm non 3 tầng ở ngay tại khu vực số 7 đây này. Và đây là hai tháp căn hộ Kyoto City, tháp phía này là tháp Galaxy, là phía nào tháp Fiesta. Hiện tại là đang bán tháp Galaxy trước, tháp Galaxy đã bán đâu đó còn cỡ 70% giá hàng rồi, 400 căn đã bán còn đâu cỡ 70%, 300 căn đã được bán còn đâu đó còn 100 căn do hiện tại. Thì tiện ích ở đây thì em thấy tương đối khá là nhiều, ở tầng 12, ở tầng 13 nha, ở hai bên là đều có khu hồ bơi chuẩn luôn, chỗ là bít dài 50m nha, rộng là ngang là 10m, dài 50m, 500m vuông của hồ bơi cực kỳ xịn luôn. Và trên này có những tiện ích như khu vui chơi trẻ em này, trạm sạc xe điện này, khu vực hồ bơi trẻ em, hồ bơi vuông cực, rồi khu sân chơi, khu vui chiêu rồi đó. Thì những cái tiện ích này là tiện ích cơ bản, dự án nào cũng phải có. Nhưng mà ở đây chủ tư Thăng Long họ thiết kế những tiện ích này khá là ok. Và đặc biệt ở bên tháp Fiesta phía dưới tầng đế có trung tâm thương mại nha cả nhà, trung tâm thương mại lớn nhất và đầu tiên tại huyện Nhân Trạch luôn, lớn nhất luôn. Đặc biệt cái trung tâm thương mại này là khi mà dự án đi vào hoạt động thì sẽ là top 1 đỉnh nhất luôn. Theo như em Trí cảm nhận nha, thì là nhìn vào cái thiết kế của Kyoto City thì em Trí không nghĩ là một dự án căn hộ để ở đâu nha, mà em nghĩ đây là một cái gọi là một resort, một giống như một cái thiết kế phong theo cách nghỉ dưỡng vậy đó cả nhà. Nó rất đậm chất nghỉ dưỡng luôn, cái phong cách thiết kế này dịch cốc này, đây là thường thường là nhân gian nghỉ dưỡng, thường là mấy cái này lắm, và hồ bơi trên không. Và đặc biệt ở khu vực này em thấy rất là ấn tượng ở những cái cổng long môn này, trung bình có 3 tầng là lên tầng lại sẽ có một khoảng không gian trống làm giống như gia đình trên không vậy đó. Thì những cái khoảng không gian này nó sẽ giúp là đối lưu không khí và giảm tiếng ồn cũng như là giảm bụi, đặc biệt
Còn còn lâm môn này nó là thiết kế rất là tối ưu, chưa rất ít những dự án mà làm chỉ có 18 tầng thôi, nhưng mà mọi tháp có tới 3 còn lâm môn này rất là hay đó. Và ở mỗi như em chia sẻ đó, ở mỗi tầng địa hình thì ở này nó sẽ có lâm môn này, mà tầng 3, tầng 7 và tầng 10 thì sẽ những khoảng ô trống này, ô trống sân vườn, thì trung bình một cái sân vườn này thì đu từ đâu đó cũng tương đương khoảng 6 căn một phòng ngủ, thì đâu đó khoảng có 300 mét vuông, khoảng có 300 400 mét vuông sàn ở dành cho vườn đó. Diện tích rất là lớn nha, 400 mét vuông là rất là lớn luôn, những khu vườn trên không này, và trung bình một tòa mình sẽ có 4 cái khu vườn trên không như vậy, rất là thoải mái, chạy nhảy vô tư luôn. Là thiết kế, trong tương lai. Bởi vì thay vì ở những dự án căn hộ khác thì họ chỉ có tiện ích nội khu của dự án căn hộ thôi, nhưng mà ở đây riêng mạch về khu Vioto City á thì nó nằm trong cái khu dân cư Thăng Long Home Hiệp Phước. Thì khu dân cư Thăng Long Home Hiệp Phước hiện tại đã có những tiện ích như là công viên này, sân tennis này, và khu vui chơi dã ngoại và trường học, thì nó đã có sẵn tiện ích ở đây rồi. Thì khi mà dự án Vioto City á mình đi vào hoạt động á, thì sẽ sử dụng luôn những tiện ích đó, nhưng là gọi là cộng hưởng hay nha, rất là ok. Và dự án Vioto City là có thiết kế căn hộ là có với 3 mẫu diện tích, là căn một phòng ngủ là diện tích khoảng cỡ 52 mét vuông, căn hai phòng ngủ thiết kế khoảng cỡ 80 mét vuông, và căn ba phòng ngủ đâu đó khoảng cỡ 118 mét vuông, rất là tối ưu. Riêng cái layout này, cái nhà đấy là tất cả những phòng khách này, phòng ngủ đều có thể mà bước ra ban công được luôn, 100% cái mặt ngoài là ban công. Đây này ban công, căn một ngủ này, phòng ngủ này cũng ra ban công này, khách ra ban công này, căn hai phòng ngủ, ở đây phòng ngủ master cũng có cửa ra ban công này, phòng ngủ nhỏ cũng có cửa ra ban công luôn. Và đặc biệt cái dự án này em thấy rất là thích những dự án thiết kế này, là lúc nào chủ tư Thăng Long cũng làm một khu vực, một phòng kín riêng để cho mình đặt cục nóng máy lạnh. Cục nóng máy lạnh là một tương đương ở căn hộ mình đỡ nóng phía ngoài á, mình đỡ nó hót hơi ra rất là nóng và mất mỹ quan luôn. Nhưng mà ở đây thì họ làm luôn cái cửa, làm như một cái hộc nhỏ nhỏ, một cái khu vực nhỏ nhỏ để mình lắp luôn cái máy lạnh ở đó, thì nó đưa ra khu vực riêng tư luôn, thì sẽ không, thứ nhất là không có làm mất mỹ quan, với lại không có nóng. Đây thiết kế căn 80 mét vuông hai phòng ngủ, và đây là căn ba phòng ngủ, ba phòng ngủ ra nó cũng có ba ban công luôn. Đây khu vực ban công tràn này, phòng ngủ đây cũng ra ban công, chỗ đây một phòng ngủ cũng ra ban công, đây khu vực phòng khách ra ban công cực kỳ rộng luôn, và đây là làm bên phòng ngủ master. Master là sát bên đó là nó phía này cũng là máy thoáng này. Và đây là thay vì cái đây là khu vực đỡ máy lạnh và khu vực giặt, thiết kế rất là tối ưu, 100% mặt ngoài là đều là ban công hết, thiết kế thuần thuần nghỉ dưỡng mà. Đây là layout căn một phòng ngủ. Một phòng ngủ thì không gian ở nhà thấy đây là không gian phía ngoài, tại bờ ngang đó khoảng 4,5 m, bờ ngang gần 4 m nhé, bờ ngang gần 4 m không gian này đẹp quá. Thiết kế đề một xịn, cả nhà có thể là xem cái thiết kế clip quay cái nhà mẫu của cái một phòng ngủ á, thì em để link bên dưới. Cả nhà muốn xem thiết kế cái một phòng, hai phòng hay ba phòng thì em sẽ có video mẫu bên dưới, cả nhà thể bấm ở dưới link ở phần mô tả để xem chi tiết hơn nha. Đây em chỉ nói sơ thôi. À, đây là thiết kế căn hai phòng. Hai phòng thì sẽ thiết kế phía ngoài này là sẽ có một khu vực bếp và kết nối với một phòng khách. Cái đây là phần không gian chung, đây riêng mình rơi vào đó khoảng cỡ 30 vuông, thì ngay khu vực này mình sẽ có một cái phòng ngủ nhỏ và một phòng sinh nhập sinh chung, và khu vực đây phòng master. Hai cái phòng ngủ này thì nó sẽ có liên kết với nhau ra chung của ban công đó, còn phòng khách thì sẽ đi vào ban công. Đây căn ba phòng, là căn ba phòng thì với thiết kế như anh em chia sẻ đó, ưu điểm là phía mặt ngoài làm full ban công, phòng khách ban công này, phòng ngủ ban công này, phòng ngủ ban công này, đây phòng ngủ cũng có ban công này, đẹp quá. Cả nhà cái xem video clip mẫu á, thì căn hộ mẫu á, thì bấm ở phần mô tả ở bên dưới em có đợi sẵn. Đây hồ bơi, hồ bơi này ở tầng thứ 12. Khi mà đi vào hoạt động á, thì cái hồ bơi của Vioto City được xem có thể gọi là hồ bơi là đẹp nhất của tỉnh Đồng Nai luôn đó nha. Em biết rất là nhiều cái dự án ở Đồng Nai, nhưng mà chưa có một dự án nào mà cái hồ bơi mà có hồ bơi chung Olympic Sky trên trời luôn, hồ bơi Sky Pool trời luôn có nha, hiện tại chưa có, riêng mà nhân tỉnh Đồng Nai hay là cả tỉnh Đồng Nai luôn, chưa có một ông nào có dự án mà có hồ bơi tầng thứ hai đẹp như thế này nha. Thì tương lai hồ bơi là một điểm nhấn, hồ bơi Sky
là điểm nhấn gọi là phải gọi là nổi bật nhất của Vito City. Về đây ở là nhiều cái việc của bơi đấy nha, về đây chiều đi bơi ngắm máy bay, khi mà sân bay có máy bay đó thì mình ngắm máy bay cũng được, nhìn xa xa phải bị đà luôn. Xu hướng thiết kế của Vito City đó là all in one và tất cả trong một. Như cái nhà thấy đó, em chia sẻ là phía bên dưới là cái khu phố đế thương mại này, có khu shop house này, phía bên trong đó là cái khu tiện ích nội khu của Thanh Long Home Hiệp Phước, và phía trong nữa là có tiện ích nội khu của Vito City. Thì những cái tiện ích này và sẽ giúp cho cái cuộc sống khi mà cư dân ở tại Vito City là gần như không thiếu gì hết. Và trong tương lai còn cỡ 2-3 năm nữa thì khi mà quy mô dân số của huyện Nhân Trạch nó tăng lên thì chắc chắn những cái công trình dịch vụ ở bên ngoài gọi là tiện ích ngoại khu thì bắt buộc họ phải, khi mà dân đông về rồi thì họ sẽ đầu tư những cái cơ sở, những dịch vụ ăn chơi nó hoành tráng hơn để phục vụ cho nhu cầu đời sống của người dân ở khu vực đó thôi. Và đặc biệt ở dưới này em thấy nhiều trò chơi lắm, như là hàng quán họ thiết kế thì cũng nhiều phong cách hiện đại cũng có, rồi phong cách sinh thái cũng có, cũng khá nhiều. Em chia sẻ là như em đã nói rồi, cái lợi thế là cái thương mại dụng của đế ở đây rất là lớn, 3 tầng thương mại của đế. Sau là shopping mall ở khu vực là Nhân Trạch thì chắc chắn là khu vực này là nổi tiếng nhất rồi, với cảnh đẹp quá, thời tiện ích đỉnh cao, nâng tầm cuộc sống tại Vito City. Tiến độ thanh toán cũng khá là nhẹ, quay một cực nè, khu vườn thuyền trip nhìn vào thành phố chiều chiều. Đây là Hợ Long Môn, như sáng thấy cái chia sẻ mà giống như là một khu vườn trên trời vậy đó. Trung bình một Long Môn này thì diện tích đâu đó còn có hơn 300 mét vuông một tí, có 350, 350 mét vuông cho một cái Long Môn này, mà một tòa này không phải là có một cái, có ba cái Long Môn vậy đó. Tính là diện tích mà vườn, diện tích sàn vườn á, trên một tòa là đâu đó khoảng cỡ gần 2.000 mét vuông trong một diện gọi là khu vực cây xanh á, thì cái hệ số này em thấy đánh giá rất là lớn, là số cây xanh và không gian vườn, không gian chung, cái khu vực vui chơi cho trẻ em này ở tầng thứ 12A, thiết kế khá là đẹp, cuộc sống hiện đại. Với năm yếu tố là hiện đại này, cân bằng này, thời thượng này, gắn kết và sức khỏe, thì ở đây là em thấy là nó hội tụ nhiều yếu tố đó. Thì vì sao được như vậy thì nãy em cũng đã chia sẻ rồi đó nha. Nhà của tôi ở Vito City là thông điệp khi mà được chủ đầu tư Thăng Long Real Group họ đưa ra thị trường. Thì khi mà nói vì sao Vito City là nhà của tôi, cái việc riêng mà khu vực mà Nhân Trạch hôm nay á, thì Vito City là dự án căn hộ là cao cấp nhất, đẳng cấp nhất và là duy nhất luôn, chỉ một mình thôi, all in one, tất cả một mình. Vừa đây là có mình tôi à, nhưng mà được cái là độc nhất. Thì cái lợi thế của độc nhất thì chuyện sau mình muốn anh chị mình ở đây thì cũng là một cái nơi là đẹp nhất thôi, và chỉ có một lựa chọn thôi. Và nếu mà chuyện sau mình thanh khoản nó cũng dễ, bởi vì yếu tố khan hiếm mà, cái nào ít thì nó cũng dễ mua dễ bán, tôi thuê nó cũng được giá nữa. Và khu vực ở Nhân Trạch như nãy em Vinh Trí đã chia sẻ thì ở khu vực này là khu vực chuyên gia họ sống rất là nhiều, là một khu cộng đồng dân cư thành đạt hiện đại, một khu cộng đồng tiếng Hoa mới của Nhân Trạch, nơi quy tụ là vườn khí này, là những yếu tố là quảng cáo thôi, nhưng mà em nghĩ cũng đúng nha. Vì riêng mà khu vực Nhân Trạch á, là những cái khu đô thị mà cầm bao như khu đô thị Thanh Long, khu dân cư Thanh Long, Hiệp Phước á, là gần như không có luôn. Nếu mà có thì nó phải nằm xa xa, nằm ngoài rìa, cách trung tâm thì đất Hiệp Phước nào đó không cỡ gần 10 cây, thì sự quanh bay, sự quanh bắc rồi đó. Mà khu những khu đó thì nó xa thì ít quá, nên ít dân về ở lắm. Thì nếu mà trung tâm thị trấn Hiệp Phước á, thì chỉ cái gọi là khu mà dân người ta sống đông nhất là khu Thanh Long Home Hiệp Phước, khu trụ từ Thanh Long Real, tại ngay tại dự án Vito City đó nha. Những yếu tố này tiện ích giải trí, giáo dục, sức khỏe đó này, thì nãy em đến cũng đã trình bày rồi. Thiết kế tiên phong, biểu tượng, đúng là đây là biểu tượng của Nhân Trạch trong tương lai nha. Một tòa nhà 18 tầng và theo hình cánh chim với cái hở Long Môn, là nhìn đi nhìn là chắc chắn bắt mắt rồi, chắc chắn nhìn là mê, biểu tượng của sự sầm uất. Với cái trung tâm thương mại và cái khối đế thương mại, khi mà ở đây, nếu mà ở Nhân Trạch từ sau mà nói ở đâu kêu ở Vito City là giống như ở thành phố Hồ Chí Minh, hỏi ở đâu như là ở nhất là ở Grand Marina hoặc là Ba Son, Vinhome Ba Son rồi vậy đó,
hay là bây giờ như khu Thủ Thiêm quận 2 rồi ở như The River Metropole rồi đó, thì chừng sau nếu mà ở Nhân Trạch thì ở Indo City là Bangkok tương đương với Pháp Ghi đó. Thì nếu mà những anh chị mà đang có mà nhu cầu mà tìm nhà ở ở khu vực Nhân Trạch á, những làm việc trong những cái khu công nghiệp Nhân Trạch 1, 2, 4, 5, 6, trong tương lai mình có ý định chuyển về hoặc là mình có kế hoạch chuyển công tác về phía mà sân bay Long Thành á, hoặc là những cái dự án trong ở khu vực đó trong tương lai, hoặc là chỉ đơn giản là anh chị có quê có gốc ở dưới Nhân Trạch á, và đang ở thành phố nhưng mà cũng muốn tìm một căn hộ nhỏ nhỏ xinh xinh ở gần nhà ở dưới quê đó, thì chừng sau mình về đó mình ở, vùng mình ở gần nhà đó, có nhà ở cho vui, đơn giản là chỉ còn là một cái lộ là mua cho vui, hoặc là ở cho vui, hoặc là những anh chị mà ở khu vực Nhân Trạch Đồng Nai đã có những cái căn nhà lớn rồi, những cái biệt thự, những cái nhà vườn rồi, thì muốn bổ sung cho một sưu tập của mình một cái sản phẩm bất động sản một loại hình mới tại Nhân Trạch là căn hộ cấp, thì có thể chọn Future City thêm một bộ sưu tập, mình lấy cái 2 phòng ngủ 3 phòng ngủ đó, cái bự bự đó, vị trí thiệt là đẹp luôn, mình để đó, nhưng mà mình cũng giới thiệu với anh em từ tôi có căn đó bự bự đẹp chỗ nào, đã gọi là đại gia rồi mà, thì chỗ nào gần nhà mình đẹp thì mình phải mua căn nhé, đúng không? Vito City tự hào là một sản phẩm dẫn đầu phân khúc và dẫn đầu xu hướng tại Nhân Trạch Đồng Nai. Cảm ơn. Đem tiếp theo là em sẽ chia sẻ cho cả nhà về cái tiến độ thanh toán của dự án Vito City, tiến độ thanh toán